Sau hành trình bảo vệ người bạn da đen Darius đến tòa án quốc tế ở tập trước, Michael vẫn thường xuyên gặp ác mộng về những nhiệm vụ mà anh đã từng thất bại trong quá khứ. Vì vậy, bác sĩ tâm lý khuyên anh nên từ bỏ công việc làm vệ sĩ trong một thời gian để nghỉ ngơi và hãy xách cái mông lên đi du lịch cho khuây khỏa. Thế là anh tới một bãi biển để tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái. Anh không khác gì thám tử Covenant đi đến đâu là có bắn giết ở đó. Đang hí hửng thì một người phụ nữ lao tới kéo anh đi, cả hai bay qua một cái bàn để tránh làn mưa đạn. Thì ra cô ấy là Sonia, vợ của người bạn chí cốt Darius. Cô nói rằng chồng của mình đã bị bọn xấu bắt đi và anh ấy cần sự trợ giúp của Michael. Vừa nói, cô vừa cầm khẩu súng đen ngắn bắn trả đám sát thủ rồi cùng Michael nhảy lên xe máy phóng đi. Đúng là đi nghỉ dưỡng cũng không yên mà. Michael nghe lời bác sĩ nên không muốn động tới súng ống. Vì vậy, anh chỉ có thể lái xe để Sonia bắn trả lũ sát thủ phía sau. Đang chạy bon bon thì trượt phải bãi cát khiến cả hai cắm mặt xuống đất. Đám sát thủ muốn đuổi cùng giết tận buộc hai người phải nhảy xuống biển để tẩu thoát. Máy quay chuyển đến cảnh hai băng nhóm khủng bố đang giao dịch một thứ vũ khí nguy hiểm. Chúng đột nhập vào trạm điện của thành phố rồi dùng thứ vũ khí này hack vào hệ thống để phá hủy lưới điện của một vùng rộng lớn. Những trạm biến áp trong khu vực đều bị chập gây ra cháy nổ. Thử nghiệm của chúng còn làm tàu điện ngầm mất kiểm soát lao với tốc độ cao thẳng đến ga kế tiếp. Sau khi tên trùm thấy được uy lực của vũ khí công nghệ cao này, hắn đã sai sát thủ giết hết những kẻ liên quan để cướp nó. Đây người ta gọi là không làm mà đòi có ăn. Bên kia, Darius đang bị một đám mafia bắt giam. Thì ra anh đã đắc tội khi giết gần hết người của băng nhóm này nên chúng tìm tới để trả thù. Rất nhanh sau đó, Sonia và Michael đã đến được xào huyệt của đám mafia. Vì là vệ sĩ chuyên nghiệp nên anh muốn lập ra một kế hoạch chu toàn nhất có thể. Nhưng Sonia lại giống như ông chồng của cô. Thoáng một cái đã thấy cô xách súng đi xuống, còn không quên cởi cúc áo cho cặp đào tiên bớt cấn. Có lẽ đám lính canh cửa thấy cặp đào ấy to quá nên ngột thở mà chết. Tiếp đó họ xông vào bên trong nơi giam giữ Darius. Sonia cứ thế mà cầm súng giết địch không thương tiếc, của bá đạo vậy rồi còn kéo theo Michael chi vậy. Sau đó nhẹ nhàng cầm súng lên tiễn tên trùm mafia về miền xa xăm. Gặp xa cách, đôi vợ chồng quấn quýt lấy nhau. Họ đá lưỡi nhiệt tình với nhau, còn Michael bên kia thì suy nghĩ để tao xem chúng mày hạnh phúc tới bao giờ. Darius ngạc nhiên hỏi sao thằng ngáo ngơ này lại ở đây. Anh bạn nhiệt tình nói xấu Michael trước mặt vợ. Đúng là anh em chí cốt tình bạn diệu kỳ mà. Nhưng điều họ không ngờ tới là vừa thoát khỏi hang ổ của mafia thì lại bị kẻ khác bắt cóc. Lần này họ bị Interpol bắt vì băng đảng mafia mà họ vừa thảm sát đang nắm giữ một thông tin mật về những tội ác xảy ra gần đây. Để mọi chuyện có thể dàn xếp ổn thỏa đặc vụ, Frank đã yêu cầu ba người phải đóng giả thành băng đảng vừa rồi để tiếp tục thu thập thông tin tình báo. Trên đường đi làm nhiệm vụ, Sonia nhìn thấy chồng mình đang hớn hở gọi điện nói chuyện với ai đó. Không phải đang gọi điện cho bồ nhí đấy chứ? Không cần biết thực hư thế nào, cô nàng vội tăng ga đá số phi thẳng xe về hướng chồng nhưng lại đâm mẹ nó vào Michael tội nghiệp. Mặc kệ anh bạn nằm sấp mặt dưới đường, Sonia giật phăng điện thoại của chồng để nghe. Em nhầm, em xin lỗi anh yêu nha. Thế còn tao nằm đây thì sao? Tối đó Michael và Sonia đóng giả thành cặp đôi vào trong quán bar để giao dịch. Còn Darius thì ở trên cao dùng súng bắn tỉa để hỗ trợ từ xa. Đang giao dịch ngon lành cành đào thì Michael bị một ông khách hàng cũ nhận ra. Thế là tên đứng đầu được đà cà khịa, Sonia nhìn không khác gì một bà già rồi cả đám cùng nhau cười phá lên một cách khoái chí. Cười cười cái lòn mẹ nhà tụi mày. Thế là cô cầm súng lên bắn luôn. Bọn buôn vũ khí học được một bài học đắt giá là không được chê phụ nữ già. Thấy một tên cầm sóc lọ lên bắn, Michael đã hy sinh thân mình để đỡ đạn cho Sonia. Đúng lúc này, Interpol xông vào để khống chế tình hình. Sonia lấy được chiếc cặp vội đẩy Michael trên xe cút kít ra chiếc cano đã chờ sẵn. Cả ba người cùng nhau tẩu thoát thành công. Tưởng thằng bạn đã xanh cỏ nên vợ chồng Darius ném Michael xuống biển một cách không thương tiếc. Bất ngờ anh ấy tỉnh lại. Tôi đang ở chỗ méo nào thế này? Thì ra trước đó anh đã khoác áo chống đạn nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Phải nói tôi thật là suối quẩy khi gặp được đôi vợ chồng tốt bụng như bạn. Tại Hy Lạp, ông trùm của tổ chức đã biết được có những kẻ rảnh rỗi trên tay vào công việc làm ăn của hắn. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ bằng mọi giá phải tìm cho ra chiếc cặp và trừ khử những kẻ ngáng đường. Cùng lúc này, bộ ba hoàn cảnh đã lên trên đỉnh của một tòa tháp. Michael than vãn về chuyện mình đã liều mạng hướng đạn cho Sonia. Thế là cô đã đưa cho anh một ít thuốc. Phía xa cũng có người đang theo dõi họ. Ông trùm ra lệnh nổ súng khiến cả đám phải cong đít chạy. Nhìn sát thủ chuyên nghiệp vậy mà canh hướng gió và vãi. Michael chạy được một đoạn thì ngã lăn xuống đất vì vừa rồi nốc hơi nhiều thuốc giảm đau. Tầm đó vẫn chưa hạ được ý chí muốn sống của anh. Cả bọn nhảy được một chiếc xe gần đó rồi mau chóng lái xe chìm én đi. Michael sử dụng tài năng đá vỉa đánh võng học được ở Việt Nam nên dần bỏ xa đối thủ. Darius ngồi sau hết lời khen ngợi người bạn lái xe đỉnh cao. Nhưng đó chỉ là giấc mơ trong cơn phê của Michael mà thôi. Phải ném nó ra sau xe thôi em à. Darius nhanh chóng phóng xe chạy đi. Trên đường đưa nhau đi trốn, Darius thể hiện mình không phải là dạng vừa khi liên tiếp chèn xe đối thủ. Mình từng là một sát thủ đầu tày chuyên nghiệp đấy nhà mấy bạn. Thấy mọi việc dễ quá nên đạo diễn đã cử trực thăng tới cho nó gây cấn. Tên sát thủ ở trên cao liên tục phóng lựu xuống xe của ba người. Hắn bắn trúng một chiếc xe bồn khiến chiếc xe lật nhào nổ tung làm cây cầu rụp xuống. Vợ yêu sang đây lái xe hộ anh để anh bắn bỏ mẹ tụi nó. Sau khi hạ được chiếc trực thăng, bọn họ đã thành công thoát nạn. Lúc này, ông trùm tên dài như giấy ngựa đã biết được danh tính của bộ ba hoàn cảnh kia. Ông ta cay cú ra lệnh cho thuộc hạ bằng mọi giá phải bắt sống họ. Khi Michael tỉnh lại, anh đã dẫn mọi người tới chỗ của bố nuôi mình.
Ông ấy là một vệ sĩ vĩ đại nhất lịch sử với rất nhiều danh hiệu cao quý và cũng là người mà anh luôn ngưỡng mộ. Tại đây, ba người được đón tiếp rất nồng hậu và được sắp xếp tới một nơi mà người bố đã chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ họ lại bị phục kích bắn thuốc gây mê lên người. Riêng Michael do ăn ở tốt nên người không khác gì con nhím chúa. Cả ba được đưa về dinh thự của ông trùm kia. Vừa gặp mặt thì Sonia đã nhận ra ông ta chính là người yêu cũ của mình. Họ đã từng một thời đầu gối tay ấp mặn nồng với nhau. Nhưng một ngày nọ cô đã bị rơi xuống biển và từ đó họ lạc mất nhau đến giờ. Thế là Sonia được ông trùm cởi trói, còn hai thanh niên kia được đưa vào phòng tra tấn. Mấy tên cóc khỏe này làm sao có thể khống chế nổi hai người này? Bọn họ nhẹ nhàng hạ gục từng tên lính canh rồi trốn thoát. Darius tìm đến chỗ Sonia nhưng cô ấy lại vô tâm đuổi chồng đi. Biết tình hình nguy hiểm nên Michael phải kéo người bạn đi trong làn mưa đạn. Darius lúc này thất tình buồn bã bỏ đi, còn Michael đành quay trở lại nhà bố nuôi. Ngay khi trở lại, anh đã sốc nặng khi phát hiện ra người bố mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay lại làm việc cho ông trùm xấu xa kia, và chính ông ta đã liên lạc với hội đồng vệ sĩ để tước giấy phép hoạt động cả đời của anh. Và thế là lại có thêm một thanh niên chán đời mò tới quán bar, người thì vợ bỏ, người thì mất cả sự nghiệp ngồi chung với nhau. Đúng lúc này có một cuộc điện thoại nói muốn gặp Darius. Thì ra Sonia gọi điện thông báo cho chồng rằng thuộc hạ của ông trùm đang tìm đến để thủ tiêu anh. Vì muốn tìm hiểu kế hoạch của hắn ta nên cô buộc phải khiến chồng đau lòng để ở lại đây. Nhưng cô chưa kịp tìm hiểu gì nhiều đã bị bại lộ. Darius và Michael bên này biết trước được sự việc nên đã nhanh chóng phản công và trốn thoát khỏi quán bar. Michael sau cú sốc tâm lý vừa rồi đã trở lại mạnh mẽ hơn và lái xe cũng bố đời hơn. Nước da đen của người bạn ngồi bên cạnh cũng không thể che nổi sự sợ hãi này. Mặc dù đã thoát khỏi sự truy đuổi nhưng anh vẫn lái xe cực nhanh và cái kết là tông cắm mặt xuống đường. Vừa mới đứng dậy gái xe tiếp theo thì bị đâm văng xuống biển. Đương nhiên là nhân vật chính thì làm sao chết kiểu vớ vẩn vậy được. Sau khi dùng mồi nhử để lừa đám lính ngu dốt của ông trùm thì cả hai từ từ trèo xuồng tiếp cận du thuyền của hắn ta. Đâu đó ngoài khơi, chiếc du thuyền sao hoa đã thả một mũi khoan làm bằng kim cương xuống biển nhằm phá vỡ hệ thống kết nối dữ liệu của châu Âu. Hai người lúc này cũng đã đột nhập lên tàu. Michael vừa mở cửa và đã gặp một con kỳ đà cằn mũi, còn Darius bên kia gặp phải một tên sát thủ chuyên nghiệp. Sau một hồi giao cấu hết sức ác liệt, anh chỉ còn một viên đạn duy nhất trong súng. Đối thủ hí hửng tưởng ngon ăn, ai ngờ bị Darius dùng pho tượng khiến viên đạn đổi hướng xin nhẹ cái mạng của hắn. Cùng lúc đó, ông trùm bắt đầu tải virus tấn công lên hệ thống của Liên minh châu Âu. Thấy sát thủ của mình bị hạ gục, hắn tức giận xách hàng quyết sống mái với Darius một phen. Thấy súng của hắn dài và đen quá nên anh chỉ biết né đạn. Bên này Sonia cũng đang nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cô đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội thoát ra khỏi ả trợ lý của tên trùm, sau đó là phản công đấm sấp mặt ả ta. Dù đã cố gắng chạy nhưng Darius vẫn bị trúng một viên đạn vào chân. Đúng lúc nguy cấp, Michael xuất hiện chĩa súng kêu hắn dừng tay. Đột nhiên bố nuôi của anh cũng xuất hiện vì ông là vệ sĩ của tên trùm. Kể cả có là bố đi chăng nữa nhưng đã làm sai thì cũng phải chịu trách nhiệm. Họ đánh nhau lăn xuống cả tầng hầm. Cứ tưởng người thầy đã từng dạy dỗ biết hết mọi mánh khóe của Michael nhưng ông ta không ngờ lại bị anh dùng dao hạ gục. Bên trên là cuộc chiến của Darius và tình địch. Cả hai lao vào nhau một cách không khoan nhượng. Cuối cùng họ rút súng chĩa thẳng vào đối phương. Đúng lúc này Sonia bước ra từ làn khói bắn vào tay của tên trùm. Tiếp theo hai vợ chồng hợp sức tiêu diệt kẻ không làm mà đòi có ăn. Bên dưới Michael cũng đã ngăn chặn thành công việc tải virus phá hủy của tên trùm lên mạng. Sau đó anh cùng với đôi tình nhân kia lao ra khỏi con tàu đang nổ. Với chiến công vừa đạt được, cả ba người đã được tha tội. Trên đường trở về, vì không thể chịu nổi cảnh đá lưỡi tối ngày của hai vợ chồng người bạn nên anh thả nhảy con mẹ nó xuống biển còn thấy vui hơn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những bộ phim tiếp theo.